em đang ngủ cái tự nhiên thấy ai giật cái giò em. Cái em mới ủa ai giật cái chân mình trời, mà cứ rung mình đang ngủ ngon quá chị đang lên xe ke, cái tự nhiên ai giật. Cái em mở mắt ra, hả anh làm gì vậy? Em anh nói nghe nè, cái mỏi nói gì em đừng cười anh nha, hỏi gì dẫn anh toilet em sợ ma. Thằng này dễ sợ quá. Dạ bây giờ em bị quan nè, bây giờ em mới tố nè. Hồi lúc trước tới giờ anh Phương Bình mấy anh chị em trong giới là gặp em cứ nói là con Sam của con Bo. Là bữa anh Phương Bình anh hỏi em, anh hỏi thiệt em, bữa em ghen dữ lắm hả, sao mà Bo đi đâu em cũng đe cho con Sam vậy? Cái em nói không có, em nói thiệt mà, em đổi nhỏ không có cho mà đâu ai tin em mới về làm dâu á. Cái mấy em đi chợ đi nghe cái mấy người sớm á, à, nhỏ đó bồ vợ con Bo đó, vợ con Bo mới cưới. Cái xong cái bà kia quay qua, ủa con Bo bd mà sao có vợ. Cái gì vậy, cái gì vậy, trời ơi có ổng đừng có nói đi vô luôn nghe. Chị với thuận cho em ngồi chưa? Rồi ngồi đi. Đi em vậy hả, em đâu có vợ không mà. Ghế đó là ghế của anh đó. Dạ mời anh giới thiệu cho mình. Dạ thưa chị, dạ thưa em, dạ thưa khán giả, dạ Tấn Bo năm nay thì cũng nói tuổi cho khán giả biết đúng không chị? Đúng rồi, nói tuổi luôn. Dạ dạ nói luôn. Dạ Tấn Bo năm nay được 48 tuổi. Đó. Dạ 48 tuổi hết rồi. Dạ. Em muốn tuột huyết không Bin? Chị nói thiệt với em là bây giờ em ngồi đây ha, kế bên Tấn Bo đi, 10 người đến đây á là chào anh Thuận, chào em Bo. Em có tin không? Chị đừng nên xúc phạm. Chị không có xúc phạm. Đau cái lòng của em. Chị không có xúc phạm. Em đau lòng lắm rồi em. Sao lạ vậy? Tóc tai thì không còn tới một cọng. Da thịt thì coi như là màu mờ, coi như là bánh mật. Màu bánh mật. Thôi đi rồi, nói nữa. Làm gì thôi, làm gì? Trời ơi, làm gì nãy có thù vậy? Thì đó, bởi vậy thôi. Cái nỗi lo. Rồi, mời chị Bo. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em tên là Xuân Nhi. Em năm nay 36 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhạc sĩ. Xuân Nhi là nhạc sĩ. Dạ. Mà sáng tác là dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc trẻ, nhạc thị trường. Dạ. Em đã từng có một bài hát nào mà làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc chưa? Dạ em cũng có được may mắn là có nhiều ca khúc cũng được là bà con đón nhận. À, trong đó thì có một ca khúc mà Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt của chị Quyên Trang hát. Đúng rồi. Trời đất ơi, xem hay quá vậy Bo. Dạ, không hên chứ không hay chị. 48 tuổi ở đây, 13, 16 tuổi là lớn hơn có nhiêu đâu. Có một rồi, một con giáp. Cơ duyên mà hai vợ chồng gặp nhau là sao? Em kể coi Bo. Dạ, thì cái cơ duyên mà em gặp bà xã em đó là cái lúc mà bà xã em là làm ở trong cái nhà hàng, nhà hàng của bà cô. Một cơ duyên là ba đó Thuận. Chị ba vô bà nhà hàng nghệ sĩ Tấn Tài. Dạ ba gặp cái cô này, cái ba nói chuyện với cô này cái gì đó chị. Lúc đó là Xuân Nhi bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em còn nhỏ lắm, thì lúc đó em đang học lớp 10 thì 15. Dạ lúc đó là vừa đi học á, thì băng buổi tối á thì em rảnh, cái cô em nói là thôi giờ nhà hàng của cô là nhà hàng tiệc cưới. Thì thôi con rảnh thì con tới đó con hát. Thì lúc đó là nhà hàng ngoài tiệc cưới ra thì có giống như là đờn ca tài tử rồi ha, cải lương ngày xưa chị. Thì ba Tài có hay vô đó chơi, cái thấy em thì nhận làm con nuôi con gái. Bây giờ ba có thằng trai, con chịu không làm dâu ba đi. Cái lúc đó thật sự em còn nhỏ xíu, em mới nói dạ thôi con còn đi học mà con không lấy chồng, con không lấy chồng sớm đâu. Rồi đầu ba ơi. Dạ. Thì ba nói chơi với cái cô này thôi. Rồi sau đó cái em với anh cũng lại dự cái đám cưới của người một đứa bạn, một thằng bạn gặp nhau, cái tự nhiên cái em cũng giống như cũng thích. Sau đó cái 2-3 ngày đến lần thấy cô ta ca đem bông lên. Có nghĩa là lần đầu tiên anh nhìn thấy Xuân Nhi là anh khoái nè. Khoái. Thôi nhưng mà Xuân Nhi, cái lúc đó lần đầu tiên em gặp ông Tấn Bo này thì em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ không, ông nhơ mà xấu mà đen thùi à. Càng ngày càng tươi ra đúng không? Em mặc ảnh lớn hơn em một con giáp. Em thì bản thân em thì không thích con trai nhỏ. Nhưng mà anh này ngộ lắm chị, thích em nhưng không có cua em. Ủa thì kỳ vậy. Em vô giống như là hai ha, vô đi ăn đi ha, nói chuyện với tất cả mọi người chỉ có một mình em là không nói chuyện thôi. Cố tình đúng không Bo? Dương đồng kích tay. Cái này là kế hoạch của cái người ta. Để anh Bo nó nói vụ kế hoạch của nó đi. Cố tình nói chuyện với người ta nhưng mà tạo điểm nhấn với người ấy. Thì vô bàn, cái đầu có bạn em cũng đi chung nữa, của bạn đi chung. Khoái mà nhát, ăn uống gì đó là cái chỉ em ăn không? Ăn rồi sao anh lấy giùm cho nha. Em lấy giùm lăng đó. Là cái em qua em lấy giùm, cái qua em ngồi rồi em nhìn chỗ khác không dám nhìn cô ta. Cái cô ta nhìn qua em nào em cũng biết. Cái em kiều kiều mấy bạn á. Em nói nhỏ mấy bạn chịu không? Chịu cô đó không? Sao hỏi ý kiến bạn? Cái mấy bạn hỏi em, mấy bạn hỏi mày bà có biết người ta có thích không mà chịu. Là tự vậy mấy bạn em đó. Thì thích hay không thì tự mình đi. Cái thì em cũng thử coi sao. Em suối bạn em cua. Em suối em suối chị ta tự nhiên cái thấy em, cái hành động của em vậy đó, cái thấy lạ. Rồi cái để ý xôi môi, cái đó mới là ghê đó. Những cái kế hoạch anh theo đuổi Xuân Nhi lúc đó như thế nào? Được cô tạo điều kiện cho gặp nhau.
Cái tối tối ông cậu trở về, em chạy lủi lủi sao á, 2-3 ngày vậy. Cái ông cậu á, có một lần ông nói với cô ta sao, ê ê, tao thấy con thằng đó đó, sao nó rình rình hoài mà, tại vì em bịt khẩu trang chứ. Có con thằng đó nó đeo đeo theo làm sao mà nó giống ăn trộm á. Ăn trộm cướp gì coi chừng giật đồ nghe. Thì ra là sau này cái cô ta mới nói là không phải. Em của anh Tấn Bèo, con của bà Tấn Tài đó. Vậy xong mà nó sao nó không chịu gặp, nói chuyện bình thường đi mà sao đeo đeo theo làm sao. Tao hết hồn. Ông lại gặp em thì ông cũng nói thôi con coi như cho phép đúng không, con muốn gì thì con nói chuyện. Hay quá. Thì có một lần đó ông cậu cho phép đi theo chở về nhà, đi chung đưa về nhà, mà lúc đó cái đường ghê lắm, không phải như bây giờ đâu, khủng khiếp lắm. Hai bên hông thì vắng lặng như tờ, rồi ếch nhái ảnh ương nó kêu tùm lum mấy chị. Đồng không có quạnh, đồng không hiểu quạnh. Thì nói thẳng ra là anh sợ ma đúng không? Mà anh mê gái quá thì bây giờ anh phải chấp nhận thôi đúng không? Mà có sợ ma thiệt không? Thì không biết sợ không đó chị. Vừa một cái em bắn chiếc xe, một cái chị biết em không có thấy trời trăng mây nước gì, em chạy một cái lúc đi thì vui, đi từ từ lúc về chạy không có e đâu. Lúc đó mà em còn không biết em là cái gì, hồn siêu phát tán luôn. Có khi nào ổng sợ đến nỗi mà ổng xin ổng ngủ lại nhà? Trời ơi, có nha anh. Thực sự là không phải sợ mà kiếm cớ. Kiếm cớ. Mà sợ ma thiệt mà. Nó sợ ma thiệt thì là sợ thiệt. Nhưng mà cái đầu suy nghĩ trong cái chiến thuật là sẽ có cái chuyện sợ ma để xin ở lại ngủ. Có đúng không? Có đúng không em? Nhưng mà lúc xin ở lại là không phải chị. Không phải xin sợ ma. Là lúc đó thì thật sự là tụi em chưa có yêu nhau, chưa có quen với nhau, là chỉ giống như là ảnh đang theo đuổi em. Em chưa có chịu, là chưa có chính thức là tụi em quen với nhau. Thì lúc là chơi thân với cậu em hơn. Thì bữa đó đi ăn sau cái mấy cậu cháu ngồi nói chuyện cũng hơi khuya, cũng gần 12 giờ khuya rồi. Thì ngay chỗ đó là Bình Hưng Hòa, ngay cái chỗ Nghĩa Trang đó. Thì ảnh mới nói là giờ này khuya quá à, má con á không có mở cửa cho con vô. Con không biết làm sao nữa, giờ con về nhà cũng không được. Cái cậu em nói thì giờ mày kiếm cái nhà nghỉ với cái khách sạn nào đó mày vô mày ngủ đi, mai mày về. Con nãy con đi nhậu đâu đem giấy chứng minh đâu, con đâu có vô con thuê được. Dễ sợ. Cái cậu em nói giờ sao, cậu em quay qua hỏi em giờ sao Quỳnh. Cái em mới nói con đâu có biết. Thì cậu tính sao cậu tính thì con đâu biết. Cái cậu em mới nói thôi vậy thì thấy mày tội nghiệp á, mày về nhà mày ngủ chung với tao. Là cậu em kêu thôi mày về nhà tao đi, mày ngủ chung với tao. Vô gặp mẹ em cái dạ chào mẹ chào ngoại đồ khí thế lắm. Cái vô cái em muốn nói trong bụng ông này ngộ thiệt, tự nhiên mẹ người ta vô chào mẹ ngọt xớt. Không ổng gì đó ngủ dài. Dạ ngủ chung cậu em. Dạ. Mà được là ngủ hoài luôn chị. Thì đó cái dọc là em mà là sao đó là ngủ hoài luôn, cứ là mẹ không mở cửa được một lần rồi là cứ như vậy mà tiến tới mà thôi. Tối ông có ngủ yên không hay là đi tới đi lui rồi. Dạ rồi cái này nè em kể gì từ từ nó mấy đêm sau nó mới đi tới đi lui. Trời ơi xong rồi ha, cái đầu như mà đứng dạ em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái giò em. Cái em thấy ủa ai giật cái chân mình, trời mà cứ chung mình đang ngủ ngon quá chị, đang xe ke cái tự nhiên ai giật. Cái em mở mắt ra, hả anh làm gì vậy? Em anh nói nghe nè. Cái em hỏi nói gì? Em đừng cười anh nha, hỏi gì? Dẫn anh toilet đi anh sợ ma. Kêu đâu. Thằng này dễ sợ quá. Tại sao ông kêu cậu dẫn? Dễ sợ quá. Em bị điên hả? Lúc đó em kêu cậu dẫn hay là em kêu chị Thúy Nga dẫn? Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì chắc là từng lúc mà ổng về nhà em ổng ngủ rồi chắc em ngủ đâu ngon đúng không? Tại đêm nào ổng bị giật giò. Dạ thì một tuần thì giật có 2-3 lần. Thì đó. Cái giật giò dẫn tới toilet. Đến khi nào? Nó mắc bệnh tiểu đêm mà. Đến khi nào thì em giật giò ổng lại. Đó. Cái xong là khoảng tầm lúc mà tụi em biết nhau gần 6 tháng bắt đầu ổng mới tỏ tình với em. Cái em nói em đi ăn chè không? Cái xong em nói trong bụng trời thời buổi giờ còn rủ đi ăn chè. Học sinh quá. Chè ăn bò biếu nước mía. Đó cái xong em mới nói đủ bộ. Thôi bây giờ mình ăn khác được không? Em quay mỏi bây giờ mình đi ăn khác được không? Chứ ăn chè mập lắm, thôi em sợ mập. Chứ giờ em muốn ăn vậy thôi đi ăn bún riêu đi. Cái hai đứa dẫn nhau rủ nhau đi ăn bún riêu, lúc là chưa có ăn chay trường còn ăn mặn. Dạ. Rồi cái đó là mới nói với em à, anh á thì sự nghiệp chưa có. Tiền anh cũng không có. Anh chỉ được cái là anh chung thủy. Anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi. Khi nào anh già anh chết thôi à, chứ anh không yêu người hai. Anh không có tiền nhưng mà anh có nhiều tiền anh sẽ cho em hết. Rồi anh sẽ cố gắng anh đi làm không có để cho em khổ. Siêu không? Thì em cũng tiếp xúc rất là nhiều người. Thì em thấy lúc đó là cái ấn tượng của em dành cho anh Bo là anh này ảnh cái kiểu như là có gì nói đó. Chân thành. Dạ. Em thì nói chung nhiều người lúc đó là nhiều người con trai của em. Cái xong em nghĩ là ai mà nói cũng hay ba qua, giống như là đàn ông mà cua gái thì hay phô trương thân thế là tài sản là các thứ. Con anh này thì ảnh thật tình đi là có sao nói vậy. Nghèo thì nói nghèo đó, em thấy anh này cũng được. Thì nghĩ trong em chọn. Dạ em nghĩ chọn. Trong lòng là thật sự là em không nghĩ lấy chồng sớm, em nghĩ là thôi nếu mà ảnh được thì mình cho cơ hội để tìm hiểu. Khi mà em thấy sự đón nhận em rất hạnh phúc. Kêu bằng mãn nguyện mà giống như là cái mãn nguyện của em là được một người
thương thật sự. Bây giờ là em với lại vợ em đã sống với nhau được là như vậy là 20 mấy năm? 21 năm. Dạ 21 năm. 21 năm rồi. Và bây giờ khi về sống với nhau rồi á, thì anh có đúng như cái lời mà anh hứa với em là chỉ biết một mình em không? Rồi có tật xấu gì lòi ra không? Bây giờ tới phần nhì rồi. Bây giờ phần nhì rồi. Lúc mà lấy nhau về rồi á là em mới biết là anh này sợ ma thiệt. Có sợ ma phải tật rồi, xấu nhưng tội, mà tội bé tội, dạ. Nhưng mà cũng như nè chị, ban đêm á đi về đi hát về thì đường đường hát mấy cái hội chợ chứ biết rồi, khuya lắm, về tới nhà là 2 giờ sáng bắt đầu lôi con dậy hết. Lúc mà có một đứa con là lôi một đứa, lúc có hai đứa là lôi hai đứa, lúc ba đứa là lôi hết. Lôi làm gì? Hung dậy, bắt nhỏ dậy. Trời ơi, rồi đè sao em... con vợ có dậy không? Dậy luôn. Không có quậy em mà đi qua phòng của con bắt đầu đè ra hung, quậy nhỏ khóc la làng sùm luôn. Chừng nào mà con nhỏ khóc mà đến em qua em cự á, em thấy bây giờ sao thì anh muốn gì là mới chịu lầy. Rồi rồi, với kết luận là lúc đó là nhậu hay là tỉnh táo? Nhậu hay tỉnh gì cũng vậy á, vậy là cái lòi ra đúng không? Rồi. Tật lầy mà mê con đó, lầy lầy con. Rồi gì nữa? Tiếp tục nữa nè. Dạ còn cái nữa chị, đi đâu là lo đi hết, là đùm túm. Dạ. Người có nhu cầu đùm túm. Đi du lịch, đi ăn, đi uống. Dạ bây giờ em bị quan là bây giờ em mới tốn nè. Hồi lúc trước tới giờ anh Phương Bình mấy anh chị em trong giới là gặp em cứ nói là con Sam của con Bo. Là bữa anh Phương Bình anh hỏi em, anh hỏi thiệt em, bộ em ghen dữ lắm hả? Sao mà Bo đi đâu em cũng đeo cho con Sam vậy? Cái em nói không có, em nói thiệt mà, em đổi nhà không có cho bảo đâu ai tin em. Bây giờ ngay mặt đây có chứng cứ đó, có nghe nói đó. Bây giờ mọi người sẽ giải nỗi oan ức cho em, có nghĩa là nó bắt em đi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hiểu rồi, mọi người đã hiểu cho em rồi, có nghĩa là mọi người ơi, không phải là vợ Bo ghen mà ý là Bo nó bắt vợ con đi theo nó. Bây giờ hứa với em là đi không đùm đề, để con ở nhà gắn 4 cái camera. Ủa nghe, hiện tại em mấy đứa con? Dạ 4 đứa. Bốn đứa gắn 4 cái. Trời ơi, tới 4 đứa luôn hả? Mai mốt mà có cái vụ gắn chip là nó đi bỏ tiền nó mua chip nó gắn luôn. Chơi luôn. Mà ai nghi ngờ về giới tính của ông không? Dạ có. Rồi lúc em mới lấy chồng á, về làm dâu á, cái mấy người em đi đi chợ đi ngang cái mấy người sớm đó, à, nhỏ đó bồ vợ con Bo đó, vợ con Bo mới cưới, cái xong cái bà kia quay qua, con Bo BD mà sao có vợ? Coi như là từ nhỏ tới lớn là tao nói ông này là bị mang tiếng đúng không? Dạ. Bây giờ vậy đi, em cũng đính chính khẳng định giùm cái là Bo có BD không? Em khẳng định giùm cho cả thế giới biết đi. Dạ em chỉ nói câu chồng em là thích con gái nhưng mà dê trai. Đó. Trời ơi, như vậy là chưa. Vậy là chưa có rõ ràng. Chưa, thấy chưa tới ta bởi vậy. Thôi nghe nè, cứ để mọi người suy nghĩ về chồng mình và cái vụ giới tính đó là một ẩn số đi. Đúng không Bo? Chồng của em á là man đàn ông nhưng mà thích con gái thì mới lấy em đúng không? Nhưng mà đi ra đường ví dụ như bình thường là em ít có ghen là vậy, ví dụ như vô chỗ đông người người ta đi đi hát mấy event đó chị, người mẫu có, hoa hậu có, siêu mẫu có, đấu lại chị. Ông Bo là ví dụ nè, hồi xưa em đi diễn đó là ông Bo đã bị cái bệnh này rồi, nó cưng khỏe cưng chuyên gia luôn. Rồi bây giờ tới anh nè. Sao vợ? Tới em đó. Nãy giờ khui quá khui. Thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì khi mà tới cái ngày ngày biết chị rồi, cái ngày mà nó là đà rụng đó. Ngày rụng. Nói chung là bức rứt thì con người mình mà tới đó là bức rứt thì cọc cằn. Rồi cái mỗi lần mà cái gì mà nói cái gì không có hợp ý là đào đồng la la lên. La mà la vô bổ. Chuyện bốc đồng luôn là như không có chuyện gì cũng la, bực bội vô cớ đó. Bực bội vô cớ vậy đó chị. Về cái cách ăn uống sao khó ăn? Dạ khó ăn. Khó ăn khó nuốt lắm. Đó, cái nào đúng với khẩu vị thì mới ăn. Rồi. Dạ còn cái vụ chị ta không thích á là bắt đầu chị ta là không ăn, bắt đầu nổi máu xung thiệt khó chịu trong bữa ăn, khó chịu nữa đã khổ đói, như là em đói quá thì đó. Em mới công bây giờ này anh mong muốn suy nghĩ thay đổi điều gì? Em thì không muốn cái gì mà mãi mà cầu kỳ hết. Thì em muốn cho vợ em thay đổi một cái điều là thí dụ vừa rồi những cái chuyện mà em cưng con đó, em thương con thì bây giờ vợ cũng hiểu và mọi người cũng hiểu cho em. Thí dụ em muốn con kề cận bên em thì thôi từ đây về sau đừng có gì cằn nhằn em nữa. Dạ tội nghiệp em chứ em đâu có làm gì nên tội đâu. Rồi thí dụ em ăn uống thì thí dụ em có cái gì em ăn đó. Thì đừng có cọc cằn nữa. Bây giờ Xuân Nhi nè, mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ em 21 năm rồi thì em biết là anh Bo rất là thương con. Nhưng mà em muốn anh thay đổi một tí là thương nhưng mình nghĩ tới nó một tí.
Giống như khi nào mà cái trường hợp nào thích hợp, như nghỉ hè hay là những ngày nghỉ lễ thì anh cho con đi. Có nghĩa là thương con cho đúng cách đó, đúng không? Đúng cái mong muốn. Thực ra vợ em nói cũng đúng đó bà. Hồi nó nít đó, nhỏ thì không sao, mình đi đâu chị cũng bị cái bệnh giống y như em vậy đó. Đi đâu là cấp theo. Nhưng mà khi nó lớn rồi, mình phải lựa theo tuổi của con để mà mình biết cách đó em ơi. Dạ. Chứ mình không có cứ là ôm gà mẹ, gà con, gà cha, gà con hoài được đâu. Dạ. Em hè cho nên là cho nên ý chị nói là mình phải chuẩn bị cái tinh thần là đến một cái lứa tuổi nào đó là mình phải tách. Mình phải đúng rồi. Bắt buộc mình phải tách buộc. Thì bây giờ hai vợ chồng chỉ còn cái khúc mắc đó thôi. Về cứ như là chịu khó tra Google á, với lại coi mấy cái phim mà về tâm lý mấy đứa nhỏ đó, là mình hiểu được là mình sẽ phải như thế nào với tụi nó. Dạ. Rồi cảm ơn anh Bo với Xuân Nhi đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son, chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị. Chúc anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng thương yêu nhau như thế này. Nha. Dạ. Rồi. Em tên là Hồng Vân ạ. Hồng Vân hả? Ôi chào em. Hồng Vân 1, Hồng Vân 2. Chị cũng là Hồng Vân đây. Vân ơi, Vân ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Phúc ạ. Thế còn em? Em tên là Tiến Sĩ, em đến từ Hà Nội. Hiện tại em đang kinh doanh du lịch và tư vấn tâm lý. Các bạn đã lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ bọn em lấy nhau được 3 năm 3 tháng. Dạ đúng hơn là em với vợ em thì cái thời gian quen nhau thì hai đứa là học chung lớp ngân hàng. Nhưng mà cái ấn tượng của em lần đầu tiên về anh này là như thế nào? Dạ lần đầu tiên thì em gặp chồng em thì không có ấn tượng gì ạ. Tại vì chồng em cứ gặp cô gái nào xinh thì sát gần xong rồi xin số làm quen rồi. Nhưng mà đến lúc phân công cùng một chỗ ấy, thì nói chuyện trả đà với nhau. Xong rồi chồng em thì kinh nghiệm nhiều hơn em. Xong rồi bắt đầu dạy vợ. Nhưng mà chủ yếu là mắng thì là chính. Mắng chính hả? Mà, lúc đó là mới sao mắng em được? Mắng em bởi vì là lúc đấy em mới ra trường ạ, không có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà bây giờ cái ấn tượng của em về vợ em như thế nào? Khi đầu tiên em gặp á. Rất là hiền lành, trung thủy. Trước khi mà gặp em sao biết được chung thủy vâng ông mới gặp mà không biết chung thủy là sao? Đó là khi mà hai đứa ngồi trà đá chung một cái đội nhóm thì vợ em có nói rằng là yêu một anh là 5 năm nhưng mà chưa nói đến vấn đề hôn nhân. Và em cũng rất là hiểu về cái tình cảm của vợ em, chung thủy một người. Có nghĩa là qua cái việc đó thì em xác định là vợ em chung thủy đúng không? Rồi tụi em quen nhau bao nhiêu lâu thì tụi em cưới nhau? Tụi em quen nhau 10 ngày ạ thì quyết định cưới nhau. Bé 10 ngày là ngỏ lời là cưới luôn. Dạ. Nhưng mà bên nào ngỏ bên nào? Em 10 ngày mà anh đã đòi cưới em như vậy thì cái cảm giác em sao? Em có tin liền là đó là vì yêu mình mà cưới? Trước khi mà quyết định thì em cũng đến nhà anh ấy ăn cơm cùng cả các em. Em thấy anh ấy rất là quan tâm đến các em. Có những cái hành động cử chỉ mình em nghĩ là rất là lý tưởng với cả chồng mình mong muốn ấy. Thì anh ấy lúc anh ấy cầu hôn em thì em đồng ý. Có nghĩa là em cảm nhận thật lòng đúng không? Chứ không phải là giỡn chơi cho nên em đồng ý. Rồi còn gia đình em thì sao? Gia đình bên em thì phản đối kịch liệt. Lý do? Nhanh là, quá đúng không? Nhanh quá, mấy cả chồng em vừa ra trường rồi là sự nghiệp rồi là... Chưa có? Không, chưa có gì. Thế là gia đình em ngăn cản. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái điều đó? Chuyển sang là đi thuyết phục từ bác trưởng họ rồi họ hàng xung quanh luôn. Nghĩa là đi đường vòng đúng không? Đi đường vòng luôn. Có nghĩa là em chơi cái chiêu mà mưa dầm thấm lâu đúng không? Dạ. Đó mà em xài cái chiêu đó trong bao lâu? Bao lâu em được gia đình đồng ý? 3 ngày chị ạ. Té nữa đi. Trời ơi. Nghe cái cách em kể. Thật sự em biết không? Nghe cái cách mà các em kể đó thì mình tưởng là mình tưởng tượng nó sẽ rất là dài. Và thậm chí là phải vượt trèo non vượt suối để mà mới đến được nhau. Cuối cùng hỏi bao nhiêu ngày để em thuyết phục? Dạ 3 ngày. 3 ngày. Bao nhiêu ngày thì cầu hôn? Dạ 10 ngày. Một mối tình quá là nhanh, quá là chóng vắng. Nhưng cuối cùng thì các khi bạn... lấy nhau các bạn có hiểu nhau không? Khi mới lấy nhau thì chồng em quan tâm chú đáo đến vợ đó. Nhưng mà sau đấy thì 1-2 năm rồi mới bắt đầu. 1-2 năm thì bắt đầu mới vỡ mộng đúng không? Vỡ mộng. Vỡ mộng chuyện đó. Gì nhất? Chồng em nói nhiều ạ. Nói nhiều. Lúc nào cũng nghĩ là mình đúng. Có thể mắng vợ đến 2-3 tiếng đồng hồ. Em phải như thế này, phải như thế kia. Em hành động như này, con thế nọ thế kia. Thực ra thì cũng phải, em chỉ ngồi em phân tích và em giải thích cho vợ em như thế nào là đúng và như thế nào là tốt cho con của mình. Thế còn từ trước đến nay thì sau hơn 3 năm cưới vợ em có lần chưa nào đánh... thượng cẳng chân hay chưa đánh... tay chưa? Dạ, chưa đánh chưa. Vâng. Có bao giờ nói lớn là nói là mày tao chưa? Rồi ạ, đấy thấy chưa? Giấu tôi nhé. Nhiều. Không thường xuyên, chỉ có lúc nào chồng em không đồng ý một cái gì đấy là bắt đầu ầm lên. Và hiện tại cái chuyện đó nó còn xảy ra? Nó vẫn tiếp diễn ạ. Bây giờ nói tóm lại là cho đến thời điểm này, cái mà em cảm giác là em
em muốn chia sẻ với chị hoặc là với anh Thuận cái điều mà em bức xúc hoặc cái điều mà em bị cần đó, ức cần chế để chồng em có thể bỏ được cái điều đó. Giống như là cái chuyến bay vừa rồi á, đi cùng vợ nhưng mà cứ khen cái cô ở trước, ôi trời ơi sao em xinh thế, xong rồi hôm nay em mặc cái áo này hợp với màu da em thế, mà ôm con vẫn đang ôm con tán thưởng một em khác đúng rồi. Thế mà lúc em bên cạnh luôn em nghe hết. Em nghe hết ạ. Lúc em phản ứng sao? Thì em cũng quen nhưng mà mình vẫn ức chế lắm. Nhưng mà nói anh ấy nhiều lần lắm rồi nhưng mà anh ấy cũng cứ không nghe, cứ kệ. Thế em có để ý cái thái độ của cái cô mà được khen như thế nào không? Bạn ấy thì hầu như bạn ấy không để ý, mấy cả bạn ấy ngại quá. Trước mặt vợ mà một anh ấy cứ khen. Anh cứ như thế. Rồi lúc đó em có tỏ thái độ với chồng em không? Lúc đấy thì em chưa tỏ thái độ nhưng mà sau về em mới bắt đầu em bảo là anh ơi anh đừng như thế. Em biết là đùa rồi nhưng mà có trước mặt vợ đấy thì cũng phải giữ thể diện cho vợ một tí. Nhưng mà chuyện nó xảy ra nhiều lần không? Nhiều lần rồi. Lần nào em cũng về em nói cái điều đó với chồng em. Dạ. Nhưng mà chồng em vẫn không thay đổi. Và chuyện đó vẫn lặp lại cho tới giờ phút này. Dạ, chồng em nghĩ là đấy là bình thường. Lý do tại sao em lại như thế? Bản chất của em thì người tình cảm. Và nhất là những cái cô gái thì mình cũng muốn là để là giao tiếp với các vui vui. Vâng, vui ạ. Và em về tâm lý nên là em cũng đùa vui để cho cái cuộc sống. Để nó cho chị. Em nói em là tâm lý đúng không? Thế tại sao em không nghĩ là tâm không lý. Hiểu được cái tâm lý của vợ em? Đó, mình cũng muốn bất hỏi vậy cứ đó. Một người phụ nữ nào cũng vậy. Chồng của mình á không muốn san sẻ cho ai hết. Về cả thể xác lẫn tâm hồn. Đúng không nè? Dạ. Chị nói ví dụ nha, em đi một mình em nói điều đó với cô gái đó có thể chấp nhận được. Là và có thể chấp nhận cái sự biện hộ của em là em muốn đem lại niềm vui cho những người xung quanh em, ok. Nhưng em tại sao em là tâm lý mà em không hiểu được rằng khi em đem lại niềm vui cho cái cô gái đó thì đồng nghĩa đồng lúc là em đem lại nỗi buồn cho vợ em, sự ức chế cho vợ em, mà chưa chắc gì cô gái kia đã vui. Nếu là chị đi, em khen chị là chị ngại lắm ạ, chị ngại với vợ em ạ. Bà Hồng Dân này rất ngại với bà Hồng Dân kia đúng không? Đúng không? Dạ. Như vậy là em đúng hay sai? Trả lời chị một câu một thôi. Có một chút sai. Em cũng xin nói lại, nó chỉ là một cái nghề nghiệp đúng nghề không? Nghiệp. Lại biện hộ cho nghề đã. Nghiệp. Đây anh Bin đây. Anh Bin làm trực diện luôn trong cái nghề nghiệp đã. Là đạo diễn nè. Đạo diễn biết bao nhiêu những cô gái gọi là diễn viên trẻ đẹp. Chưa bao giờ thấy khi có mặt vợ mình mà anh Bin làm một cái điều gì đó cho vợ của anh Bin bị ức chế và bị buồn. Lúc nào cũng vậy hả? Có mặt cô vợ của anh Bin là lúc nào cô tươi như bông vậy đó. Và chính cổ là cái người chủ động đi giao tiếp mà vui vẻ với tất cả các bạn diễn viên nữ trong đoàn. Và điều đó cho chị một cảm nhận rằng anh Bin thực sự là một người có tâm lý với mọi người xung quanh và với bà xã của mình. Dạ. Chị muốn em xác định lại một lần nữa. Dạ. Cái điều em làm là đúng hay sai? Điều em làm chấp nhận là em sai. Và em nhân đây thì có những cái giây phút em gọi là nói quá. Thì em xin phép anh chị là em xin lỗi vợ em. Nhân chương trình này em xin lỗi vợ và xin vợ hiểu và thông cảm cho em. Và xin... Từ đây nhá. Dạ. Từ đây trở đi. Từ đây trở đi em là chỉnh chu hơn những cái câu nói, đúng lời rồi. Nói của em. Và em muốn tặng cho vợ em bằng một nụ hôn. Dạ. Đã quá hay rồi, vợ đứng lên nhận hôn liền. Dạ. Nhận liền em, cái này là mình phải hưởng liền em. Rồi, chúc các bạn có một chuyến du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, đến với chương trình Vợ Chồng Son toàn vẹn và mỹ mãn. Dạ. Cảm ơn tụi em nha. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên, đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng đến từ hệ thống Singhouse Spa và Comestic. Trị giá của phiếu quà tặng này đó chính là 3 triệu đồng. Singhouse, chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một nệm bông ép hình thú và ghế lười hạt xốp quả lê của xưởng sản xuất Vào Nhà Tôi, trị giá 3.980.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Defect, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo da và làm sáng da và mịn màng, trị giá 3.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chưa đòi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Diệu Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại và nghe thật kỹ câu hỏi nghe. Vợ của bạn đi giày kích cỡ bao nhiêu? Cặp vợ chồng tiến sĩ Hồng Vân, vợ mang giày size bao nhiêu? 38. 38. Xin mời cô giáo mang giày size bao nhiêu? 36. Trời ơi. Như vậy là hai ông chồng này rất là đáng yêu. Cho nên tôi tặng hai ông chồng bằng cách là mời hai ông chồng đánh tù xì. Đánh tù xì đi. Rồi, tiến sĩ Thế,
quánh tôi xì. Bắt đầu. 1, 2, 3. Ông nội ra sao? Ông nội. Như vậy thì quyền ưu tiên sẽ thuộc về cặp vợ chồng của tiến sĩ Hồng Vân. Mời hai bạn chọn màu. Em chọn màu đỏ. Màu đỏ. Thế cho màu xanh. Màu xanh. Rồi. Màu xanh, xanh. Giống áo ổng. Rồi. Rồi. Mời quý vị cùng đếm để Thuận và chị Vân mở ra coi trong này đó là cái gì nào. 1, 2, 3. Wow. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở ra. Rồi nào. 1, 2, 3. Như vậy khán giả chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một nệm bông ép hình thú của sở xưởng sản xuất vào nhà tôi trị giá 3.980.000 đồng. Tuy nhiên để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau: có một người vợ ở cặp đôi thứ nhất hơn chồng mấy tuổi? 7 tuổi. A 1 tuổi, B 2 tuổi, và C 3 tuổi. Quá dễ. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Rồi trúng họng luôn. Chúng ta hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình biết đôi chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được phần quà này trị giá 3.980.000 đồng. À, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và quý vị nếu như không xem được chương trình, chúng ta hãy vào kênh YouTube MCV Media để xem lại các chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Hàng gì đẹp quá, hiểu không? Hàng gì đẹp quá. Tại vì ta làm thẩm mỹ viện. Thì đó, chăm sóc sắc đẹp, hàng gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp, cái da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc, em rồi, sao vậy? Em mời anh. Trước hết thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Tâm thủy, phong thủy tâm linh. Phong thủy. Và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đẹp. Đó. Thấy chưa? Trẻ quá. 74 á. 74. Là lớn em 5 tuổi á. Đó, mà trẻ ghê không? Ủa, chị hỏi như vậy với ánh mắt vậy là sao? Trời ơi, em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng tẻ vậy. À. Không, theo em thì là cái trẻ, hình thức bên ngoài chưa quan trọng bằng cái nội thất bên trong mới là điều. Dạ. Thì nội thất thì chị không biết, thành nội thất em chị thì chị không biết. Nhưng mà đáp nhiều khi em chị nói buồn bã những chuyện không đáng. Xong rồi vết hằn thời gian đó. Tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần nhỉ, chứ không phải nội thất là nói là cái tinh thần. Tinh thần mình tâm trí. Là tinh thần mình lúc nào cũng như là đấu chiến gì đó. Dạ. Tinh rồi. Thần nó đang già. Tinh thần nó hiện giờ đang già. Đó, bữa nào là em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của dạ, em để relax và để dạ, tân trang lại nhan sắc chúng nó cho renew lại cho cặp visit ạ. Cặp visit nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ. Thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn. Thì gặp nhau trên chuyến bay thì cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị biết chia sẻ, chị cũng nói là nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. Đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu cho hai đứa. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn một mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ, anh ấy. Dạ, là đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Có bạn này có đi không? Tức là em đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cúng bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo, thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không, em không nghĩ tới bởi vì mà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ bà, tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, phải nói thẳng ấy. Thì em không hiểu lý do gì mà tự nhiên bà một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi, nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị với tự đi thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn vào trong này đấy, vào vào chơi thôi, tao đi thăm thú.
Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em, chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái sau tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này, tao thấy cô bé này cũng được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em không tức là không, mình thế nào nhỉ? Em không, em cảm thấy không tin lắm, không, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình, đúng với không? Hai bà chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không, em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thế thì với cô này thì em mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà, tôi sự lựa chọn của tôi và hai của tôi cũng không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi. Thế bao giờ tôi có duyên thì nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tình toàn, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn nhiều mồ hôi, em đội một cái nón lên, em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thấy cô bé này trắng trẻo sáng sủa, xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô ấy thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi láo láo, tiểu kiểu như xính lao. Em thực sự trong miền Nam là chảnh đấy, bảo chảnh chảnh hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế. Thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con, em thích. Đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay hay. Thế em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thế bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ đói rồi hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em để cố gắng. Chị cứ đẩy thuyền dạ, đẩy thuyền ạ. Thế có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là em thấy bạn hơi ít kiêu. Mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ, bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai, thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị, và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo ồ tuổi hổ thì mình 92 chắc là 86, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từ người hơn tầm đấy tuổi. Mình cũng đang độc thân mà sống ở Sài Gòn nữa là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp, sang, trông quý phái, thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi, thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không, em 86 là hổ nhỏ em ạ, em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời, 74 nhầm sơ sơ là hình như là hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bảo tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo già xấu, là một bác giai. Vâng đấy, vâng đấy. Hôm nay gặp cái một cái anh như thế này, dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh là ngày hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ở cái hôm mà anh đi đón mình á, trẻ đó là hôm sau đấy, sau gặp vâng mới nhìn thấy, là hôm trước là trên máy bay ạ, hôm sau mới gặp. Thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trong kiểu dạng như là hơi teen boy, thứ này cũng kiểu gu mình cũng thích. Mình luôn. Nhưng mà mình vẫn phải kiêu ạ, tại vì già, mình trẻ mà mình có quyền. Bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định đó. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói là chị của anh Sơn là không có tin, mà không có đi cúng. Mà tại sao lúc đó, tại sao lại là quyết trời định đất khiến gì mà sao? Phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nối với Sơn, đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức, chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong là cũng về là cho số điện thoại ạ. Dạ thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi, nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, một hai ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, là anh biết nhà rồi, là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không, anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Cảm ơn rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Dạ chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Rồi. Thực ra cái thời điểm đó ấy, thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, thế là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em với tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như già đầu mà, thế mình cũng giả vờ lơ đi, coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu em rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà, tức là bao nhiêu hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả.
anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi, chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả các cô khác thế là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiêu đấy với bạn này, em có bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự, rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Đấy, thế xong rồi là em thấy rằng là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm, em bảo là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh? Rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi lúc đấy đưa nhau về, thì em với ôm, em giả vờ em gì, em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ? Một tuần. Sau một tuần thì em với cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn, em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là hơi hay về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy, để biết nhà biết cửa nữa, tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy, em đưa bạn về nhà thì đó chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu? Tại vì chị mới tiếp xúc với mình, không thể nào tự dưng chị thấy mình có hai mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi thì đứa nào nó chịu đúng không ạ? Nên lâu ra là mình sợ là giấu. Hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn của cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong từ một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ gả chồng, xong lại cầu liền đến anh này luôn, là cũng là đến tuổi, gọi là cũng quá tuổi rồi, thế là cũng mong là có vợ. Cũng là cái duyên ấy ạ, cầu đó thì coi như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh. Dạ vâng. Đấy, thế xong đấy, người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đấy. Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy thực ra là nằm trong suy nghĩ của mình, là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì anh không. Anh ấy là thuộc tiếp nào? Dạ tiếp nào. Dạ vâng. Như là cái phần súng ống đó. Dạ. Cuối cùng thì ông ấy là tiếp nào? À, thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình, tức là nếu mà so với lứa tuổi, thế nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê và cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăng tăng trong đầu, tức là cũng nghĩ trong em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi, sau em bảo bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chán nhiều bạn lắm ý. Đấy, chán nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn. Tư vấn sư. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, dạ có. Bao lâu thì mới cưới? À, được 7 tháng thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật đấy này, tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Thế đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm cơ. Thế xong rồi tư vấn, tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn, em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này giáo sư không cần phải tư vấn, còn nếu các trình kia là chưa đến tuổi nên tốt nhất có gì hỏi anh, nhưng mà cứ tìm lục lọi tổ tiết rồi xem kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không. Để thắc mắc như thế mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này là bóc phốt, không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này, quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn lên. 42 độ là cao. Dạ vâng. Rét mà luôn mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra, tức là hành thử động. Máy. Thử.
Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Thuốc tăng gì đấy. Cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mày lây siêu vi luôn. Hôm sau phải đi, nhập viện truyền nước luôn ạ. Lây siêu vi với ông à? Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra, thì còn là dạng xịt cho thứ mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo trời ơi, thời cơ đến rồi. Tức là nằm một chỗ như này, mình chăm sóc mấy ngày trời là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được. Là cô bạn chỉ có trên bảo thôi. Là chắc chắn chơi thuốc. Em ơi, tội nghiệp. Nhưng qua ngày hôm sau, đi truyền nước luôn. Đi truyền nước. Không, nhờ chị muốn hỏi em nè. Cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực cô ra này. Thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy, thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần hai thế hệ, thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách nó làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình. Là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn. Vì bé quá tự học, tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thì đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai á, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy. Rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ. Chứ còn nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế. Cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương và em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD, đây là những cái vấn đề cốt lõi, tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta cũng không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn thì họ sẽ giãn ra. Thì hay đó quá. Là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Có chia tay không? Dạ có mâu thuẫn. Lý do? Đừng nói lý do từ mấy bà bạn luôn nha. À dạ không. Cũng có. Cũng có, nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á, thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi. Mê quá nên là sang dọn ở chung luôn, rồi em đang ở với bạn em. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, đang quen, không biết ai ạ. Và cứ số lạ lơm, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần, em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết, nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ thì em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác em có làm ầm lên không? Chắc là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Thì em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị lấy đâu ra mà ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm, mới yêu mà không quên được. Cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn cứ công tìm khai. Cách là... Nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại? Tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng. Thì là công khai trên Facebook, áp ảnh lên thì chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám thối lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người đấy, yêu. Đấy, tức là có trong đó. Nhưng có mà một tới cô. Bây giờ là em vẫn không biết luôn. Dạ, số điện không biết thoại. Cô đó, không biết nặng danh đó là nặng danh là ai, vâng. Cứ phím đến là nói mé để cho mình để cãi nhau đó. Nhưng mà nói chung là
chắc nói là chung ăn được là phá cho hôi nhưng mà phá không nhà. Nổi nói chung là đốt nhà mà đốt, dạ, đốt được nhà, đốt được ông buôn bất động sản lại ông lại buôn mà toàn là bê tông cốt thép ông không nhà lá lại không đốt ông được dạ. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng ghen nhau và suýt chia tay hả? À dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gay cấn mà là cái chuyện là tức là thời gian này, lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu mà mấy tháng đầu thì vui lắm tại vì anh này lúc đấy là cũng đang là anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quá nữa cho nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu. Cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mái ấm gia đình, gia đình. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó, thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn. Tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp đó, em là mẫu người là thích công việc làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu, em ấy lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là em về tính anh ấy, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề tức là khó tính, hay là anh hiểu như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia đối món, là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục em, nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp em thấy em thiệt thòi không? Đây là những cái nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là suýt chia tay, suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Em thực ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp chứ, phải dạy nó chứ. Là vâng, nhiều biện pháp, tức là thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một gần năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tự nhiên bây giờ là lên cả một cái album. Lên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, đấy. Nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Có nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó, đúng không? Đến tháng 3. Thế xong đấy thì là mình chắc là cưới luôn đấy. Thực ra rất bướng, mới không nghe đâu. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Thế nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em muốn sẽ hướng dẫn từ. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chính ra bạn này lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là sẽ được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cũng xui là bây giờ phải bỏ thử, tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu bỏ, đòi bỏ. Tuy nhiên về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn thêm cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em của em nghĩ tới đây, em nghĩ vào rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện mà mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, thôi tôi đồng ý. Nhưng mà okay. Đủ chiêu trò cả. Tổn thương. Rồi sao? Đủ chiêu trò. Rồi sao? Chứ ok thì rồi sao? Dạ, bắt đầu tự dưng thấy chột. Thấy là hết hồn chứ gì nữa. Thấy là mình hơi quá rồi. Tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng vẫn hỏi là tại sao em lại như thế? Anh thấy đang bình thường. Nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy là mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ bất bình đây, thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại em đã thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi em thấy là em
anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh rồi thế rồi sau thì sao, rồi sau đó thì chính em là cái người phải anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Tắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì Huệ lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. Vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 6 năm ạ. 6 năm. Dạ từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi nhưng mà trước đó là quen quen được 7 tháng. 7 tháng. Dạ. 7 tháng 6 năm cưới. Rồi 6 năm 7 tháng về ở với nhau về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cái như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Đó. Cái này cho ông xã em nói trước. Đó. Ai cũng có phần hết. Dạ. Em nói trước đi. Thì em nói trước. Nói đi. Dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là hút thuốc lá. Thuốc lá nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu. Trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, chắc là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ. Cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại. Cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn. Chịu không nổi đúng không? Vâng, nhớ. Mà đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ. Bỏ được từ lúc có bầu đến lúc bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Lại hút lại và lại nhiều hơn. Dạ nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết ạ. Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Dạ, một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc. Rồi dạ, tật xấu gì nữa? À một tật xấu nữa là anh này dự như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau. Đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết. Nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu tính là anh ấy trẻ hơn tuổi anh cứ hay hớn hơi quá. À hớn là hớn. À tức là hớn hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. Đó, là thích nghe nhạc mạnh. Boy ạ, chỉ ba mấy thôi ạ. Em thích đi chơi nhạc, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thích nghe êm dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Tự tập. Rồi tiếp nữa là hớn này, hớn là hay kiểu như ông trêu mình quá mức, cứ trêu để mình phải bực mình lên, rồi trêu con khóc lên thì thôi. Đấy là tính kiểu như thế. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là kiểu như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không sơi. Nhất quyết nha. Tức là tại vì người ta là về phong thủy. Phong thủy đấy, giả dạ, là về phong thủy. 30. Mùng 1 ngày rằm rồi là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám giỗ nữa cơ. Trước đám giỗ của thất bát các cụ. Trước đám giỗ các cụ là không đấy. Kiểu có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là ví dụ như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn. Ví dụ như kiểu là mình ví dụ như mình khi mình ngủ xong tại mình muốn nằm ngủ luôn. Mình nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Là xong rồi là. Vâng, xong rồi. Chứ không cho ngủ luôn. Không cho ngủ luôn à? Đây mệt cũng không cho ngủ. Ông biết bây giờ ông về lấy tinh hoa của trời đất từ đắp vào ngủ đấy. Lại đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Mình cứ như toát ra là mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy cái tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Thì thực ra đàn ông có những ngày đó, ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa giông bão đó thì là mình nên để làm sao giữ được cái thể trạng thì của mình. Thì đấy nó bị hao tổn chân khí đấy. Cho nên là mình bán thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy, võ thuật ấy là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí là võ đấy, cũng thế đấy. Thế nhưng mà em còn bị lừa thôi. Nhưng mà lâu bị lừa giống như siêu vi C, ô quên cái gì, sốt siêu vi. Tức là này, em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bạn thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tẽ tò em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Chị đã xong rồi. Xong rồi. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Cái đấy là do tính người ta, chứ lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Ừ đấy, liên quan công việc người ta rồi, làm. Rồi như vậy là hút thuốc nè. Dạ. Hớn. Dạ vâng. Rồi, bỏ cái đó ra. Rồi bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em muốn. Mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Với lại anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi Sơn. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình bớt đẹp. Mình bớt từ con từ. Con ngoan.
mình bớt từ từ giữ cái lá phổi đi, dạ. Đừng có để cho thằng khác nó hưởng nhỏ. Dạ đúng rồi, dạ. Rồi em văn minh lắm, em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm, 20 năm nhiều càng tốt, nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì em anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ người. Chia sẻ nói thế không thấy chứ bây giờ ai mà nỡ lòng. Ừ, sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là có nhiều không anh Sơn đấy. Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười, nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm. Lười tập thể dục, lười tập thể dục. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái ấy, là em phải nhắc, tức là phải xếp lịch theo giờ. Có như là lười vận hành, lười vận hành. Còn mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Đấy, phải đợi, tự nhiên phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Bây giờ kiểu là em thích là kiểu dạng như là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, nếu như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm, phải tập thể dục đi, chứ không có sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không làm gì hết. Như cái chuyện mà ngày trước là em có nói rằng là anh không tiếc cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ, thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống thì mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, dạ, cho nên mình phải tự giác cho bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ. Đó thế là đấy, cái điều rồi, có gì tính đấy là xếp vào tính xấu nhé. Lười đấy, lười rồi còn gì nữa nào. Gì nữa nào, thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn có ghen không, có ghen với em không, bây giờ còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao, tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một đấy, thấy chưa em... chị không nhắc là em quên rồi đấy. Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Là có đúng cho không, cho nên là đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi, thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền, đừng gọi, nhưng mà nó gọi dối lên. Cho nên thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này, bởi vì là em muốn thanh minh một chút xíu, tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì, tại vì sống với nhau từng đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này, bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà, thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó, thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế thì là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại, thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về thì tức là bắt phải mang điện thoại đi gì. Nói chung là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Tôi thử biết. Ôi giời ơi. Như vậy là có hai tập ta. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười, đằng cái là ghen. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc cho đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, sắp xếp công việc một cách hợp lý đúng không? Ông xã làm hết cho em chứ không phải làm gì ông chiều. Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết, từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc, rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái của chồng mình đều như thế hết. Tức là cố gắng tập. Đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy, có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ. Đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá. Mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha.